Ok, và hello và chào mừng các bạn quay trở lại với một vlog nữa trên kênh của mình. Ngày hôm nay sẽ là một vlog cực kỳ đặc biệt. Vlog Hero Team làm gì khi mất điện. Mình sẽ... Đầu tiên là anh ấy quay video. Đầu là anh ấy quay video. Em có đè, em biết. Dạ vâng. Em nghe thấy ở đằng trong rồi. Bước 1 là đi quay video các bạn ạ. Ok, lâu lắm rồi mới mất điện các bạn ạ. Vui nhiều ấy. Chứ chả mẹ đi thang máy được hả? À ừ, vậy đâu đi thang máy. Ôi, mạnh thế, thằng nào mà bây giờ mà đi thang máy là đứng trong lạnh luôn đấy. Ôi, thằng nào mà bây giờ mà đi thang máy là đúng ngạo luôn các bạn. Ôi, bây giờ ai mà đang đi thang máy là đứng trong thang máy là liệm luôn đấy, là thôi SOS luôn đấy, là không cứu được đâu. Ủa, mọi người đi đâu rồi? Em đi nhá. Cái gì cái điều cái. Đi siêu thị này. Đi siêu thị à? Ok. Sợ chết luôn các bạn. Là bây giờ bọn mình đang phải đi thang bộ xuống bởi vì không đi được thang máy này. Ủa? Ở thang cuốn đâu có mở được đâu. Ủa rồi, sao lấy xe? Sao Pedro tối thui này. Chết rồi, bây giờ cửa cuốn dưới này nó đang tối thui đấy các bạn. Nó không nhìn gì hết trơn á. Bây giờ làm sao mà mở được ra ta? Vãi chuối thật. Từ từ, nếu mà nó có cái dây thì còn kéo được chứ còn nó không có dây sao kéo được ra ta? Mà rõ ràng ở cuối kia ở đằng kia vẫn có điện nha. Mà mỗi dãy bên mình là mất điện là sao trái? Những lúc này chúng mình không biết là nên làm gì cho hợp lý các bạn. À, bên này các thứ bên này vẫn có nè. Nguyên dãy này vẫn có điện nè. Đó, dãy này có không à? Đây. Dãy bên này đều có mà sao bên khu mình không có ta? Đang định sang để chơi bắn pizza nhưng mà cúp điện này sao bắn pizza trời? Bây giờ mọi người đang chuẩn bị đi chơi rồi, còn mình thì bơ vơ ở đây, xe thì không có. Bên này này các bạn nhìn này. Anh em ở bên công ty là ngồi chơi hết rồi. Anh em bên công ty ngồi đây hết trơn rồi. Giới thiệu mọi người, đây các bạn, đây là chân dung của Hero Media khi mất điện. Các bạn thấy không? Chúng sinh bình đẳng. Mất điện là nhà tranh lẫn nhà mái thì cũng bằng nhau cả thôi. Ra ngoài đường ngồi hết. Các bạn biết không? Một cái căn nhà này trị giá theo chủ nhà nói với mình ban đầu khi mình mới thuê là 28 tỷ. Các bạn thấy không? 28 tỷ hay là nhà các bạn đang ở mất điện thì cũng ra vỉa hè ngồi hết như nhau cả, chả khác gì. Y chang. Và thậm chí là không lấy được xe để chui ra ngoài. Ok bạn ơi, bây giờ thì chúng mình sẽ cùng đi siêu thị nhá. Nãy các bạn ấy hỏi mình là anh vì đến quay vlog gì đấy, mình bảo là quay vlog thử thách 24 giờ mất điện. Nhưng mà mình cũng không có nhu cầu là mất điện 24 tiếng đâu. Mình tối khổ chết con. Bây giờ mình cũng không biết làm gì nữa bạn. Mình đang đi lang thang ngoài đường nè. Các thành viên của Hero Team thì nếu như các bạn không biết thì có một số người là như Phong Cận là đang ngủ rồi. Và như mèo Simbi, Kairon với cả Sammy là đang chạy ra siêu thị rồi. Chạy ra siêu thị lớn rồi. Còn mình bây giờ mình đi cửa hàng tiện lợi nha bạn. Đi mua cái gì đấy. Thực ra đồ ở nhà vẫn còn. Bây giờ mình cũng chả muốn mua nhiều nữa. Nhưng mà thôi mình ra mình mua một chút gì đấy để tí nữa về mình nấu ăn mình ăn. Mà không có điện thì sao đúng không? Các bạn biết không, nguyên cái dãy này các bạn, toàn là nhà mấy chục tỷ luôn các bạn. Mấy chục tỷ một căn lận á. Bọn mình thuê nha bạn, không lại nghĩ bọn mình mua được nhà mấy chục tỷ ở đây chết mình. Nhưng mà ở đây dọc cái căn này là toàn 20 mấy tỷ đồng một căn các bạn. Mất điện là cũng ra ngoài đường ngồi hết rồi các bạn. Còn không lấy được xe cơ. Ngày mai mình có phải hỏi bên bảo trì thang máy với cả bên cửa điện là nếu mà trong trường hợp mất điện thì sẽ làm sao để mở lên được. Bởi vì cũng may mắn đấy là mình phát hiện ra là cái thang máy khi mà mất điện là hết cú. Nên là mình ít nhất là mình cũng thấy mọi người là may quá là không có ai đang kẹt trong thang máy. Chứ còn kẹt trong thang máy giờ này là mình không cậy được ra, mình lôi được ra ngoài đâu bạn. À có anh bảo vệ. Anh ơi, mấy giờ có điện? Khoảng 30 phút nữa kia đang sửa chữa. Ok. 30 phút nữa có điện. Mình cảm thấy may mắn bởi vì không có ai đang kẹt trong thang máy giờ này, chứ không giờ này là chắc là mình không quay vlog để mình chạy ngoài được đâu các bạn. Mà quay vlog ngủ gọi là chuyển thẳng sang chủ đề là giải cứu một ai đấy bị kẹt trong thang máy. Đây đằng trước này vẫn có điện nha bạn. Bây giờ chắc là mình mua một ít đồ hoặc là mình sẽ ngồi khi nào có điện thì mình về, chứ bây giờ chưa có điện thì mình cũng chưa biết về kiểu gì giờ. Mình nãy mình vừa mới ăn no rồi. Anh vừa mới ăn một đống trái cây hoa quả về bụng anh căng đét rồi. Mình cũng muốn là cửa hàng tiện lợi mua ít đồ quá, nhưng mà bây giờ cảm giác mua về xong rồi cũng xách lên tầng không vứt ở đấy thôi thì nó cũng hơi buồn. Thôi chắc mình đưa Sơn bé đi ăn, mình đưa cameraman đi ăn đi các bạn. Ok bạn ơi, và bây giờ mình đang đi ra quán tiệm ăn rồi các bạn. Bây giờ cameraman đang ngồi với mình đây các bạn này. Đó, đây là cameraman xinh trai đấy, hay đi quay cho mình. Đây đang ngồi ăn cùng với mình ở đây. Đấy các bạn thấy không? Quanh đây phố ngoài đường vẫn có điện mà không hiểu tại sao khu gọi là khu chỗ mình ở lại đúng chỗ mình lại mất điện, lại đen thế không biết được, mà những cái dãy xung quanh lại có điện mà mình lại mất điện. Đúng bạn ạ. Ok, hôm nay mình sẽ ăn một món phá lấu ấy, tranh thủ trong lúc mất điện thì đi ăn đấy bạn. Ui, đấy là tại mất điện nên tôi mới đi ăn đấy, không phải là tại vì tôi ăn nên bị mập đâu. Mình đang ăn đến bát thứ hai rồi. Sơn bé bây giờ vẫn chưa ăn xong bát thứ nhất. Bình thường mình sẽ ăn nhiều hơn Sơn bé các bạn, bởi vì người mình bự hơn. Cameraman thì người nhỏ hơn mình nên sẽ ăn ít hơn. Chưa ngon. Ok bạn ơi, mới ăn xong rồi các bạn ạ. No vãi chuối bụng mình như kiểu bụng bầu ấy. To đùng. Ok. Và bây giờ mình có thể về nhà rồi và nghe đồn là ở nhà cũng có điện rồi các bạn. À, thôi có lẽ là hành trình gọi là quay vlog thử thách 24 giờ mất điện, cúp điện. Nó chỉ có thế thôi các bạn. Và ngày hôm nay cũng cảm thấy rất là vui bởi vì là mình nghĩ là ok, vui ở chỗ là chúng mình có thời gian để chạy ra ngoài và quay cái vlog ở trạm coi cũng là một cái kỷ niệm đáng nhớ trên kênh mình ấy đúng không?
chưa có video nào như thế này cả. Và hy vọng là sẽ được gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Và nhớ ấn follow để có thể đón chờ những video độc lạ bình minh của mình nhé. Còn bây giờ xin tạm biệt, hẹn gặp lại nha. Bye bye, đi về thôi.